Hello, xin chào anh em. Cố lên đèn là mình lên đồ đi quay cho anh em trung thu luôn này. Thì hiện tại mình đang có mặt ở đường Bình Thuận. Hôm nay thì clip đơn giản thôi, mình chỉ muốn quay một chút các loại đèn mà người ta rước sớm thôi. Bởi vì ở trung thu trên mình á, có một cái đặc biệt hơn ở trung thu các chỗ khác, đó là nó được tổ chức rất là sớm. Và mọi người ở đây thì thường là xong mô hình đèn một cái là cho các cháu thiếu nhi ra đường luôn. Nên là hôm nay mình cũng tranh thủ đi quay một ít hình để giới thiệu cho các bạn biết về trung thu ở Tuyên Quang nó bắt đầu sớm như thế nào nhá. Ok, đây rồi. Và ở phía trước mình là một mô hình đèn trung thu đây. Mình sẽ đi tiến lên đằng trước để mình quay cho các bạn. Rất là đông luôn các bạn ơi. Rất là đông luôn. Mình đi ngang trước một tí rồi là mình quay lại cho các bạn. Đường phố thì bắt đầu là bán rất là nhiều đồ chơi trung thu rồi. Đây là mô hình hai con thiên nga. Đường phố bây giờ đang rất là bắt đầu nhộn nhịp rồi các bạn ạ. Đã có rất là nhiều gia đình đưa các em nhỏ đi chơi trung thu rồi. Đó. Các bạn có nhìn thấy điều gì đặc biệt không? Như giống như những video giới thiệu trước thì ở đây là đi qua thành Nhà Mạc và tiếp đến là đến quảng trường rất là đông. Ở trên Tuyên Quang mình thì rất là vui. Những cái ngày như thế này thì mọi người ra đường rất là nhiều và chơi đèn đấy các bạn. Okay, đây là một mô hình nha. Thử lên hỏi chú kia xem là đây là tổ dân phố nào và ở chỗ nào nha. Chú ơi, mình ở tổ bao nhiêu chú? Tổ 5. Tổ 5 phường nào? Thành. À, tổ 5 phường Thành. Ok, các bạn ơi, đây tổ 5 phường Thành. Ok. Vẫy tay nào, vẫy tay nào, vẫy tay nào. Vẫy tay nào. Đi chơi vui không? Nhìn mà trẻ con rất là nghịch luôn. Mình đang đi về phía quảng trường Nguyễn Tất Thành, lại gặp một mô hình nữa rồi. Ở trên này người ta rước đèn rất là sớm luôn, từ giờ đến trung thu 15 tháng 8 âm lịch ấy, nó phải còn khoảng 20 ngày nữa. Nhưng mọi người ở đây đã bắt đầu đi rồi. Các bạn thấy phía trước kia không? Một con rồng đấy. À, có thêm cả một mô hình nữa đang bật điện. Đèn đỏ đợi một chút. Ok, đó rất là vui luôn. Ok, đuổi theo nha. À, chúng ta sẽ đi theo cái đường này xem là tổ bao nhiêu nhá. Năm nay Tuyên Quang mình sắp nhập tổ dân phố nên là những cái mô hình nó sẽ không được đông hẳn như mọi năm đâu, nhưng mà về quy mô thì có thể là to hơn. Đó, đi tiến dần lên để hỏi xem nào, ở đây là tổ bao nhiêu. Các
mọi người quay phim chụp ảnh rất là nhiều luôn, các bạn chắc là bắt gặp cảnh này. Anh ơi, mình tuổi bao nhiêu đây ạ? 18 Phường Minh Xuân. 18 Phường Minh Xuân các bạn ơi. Đây tổ 18 Phường Minh Xuân nhá. Đây nào, xin chào. Xin chào. Rất là đẹp luôn. Đây con tàu này mình đi đang trước một chút và mình sẽ quay chi tiết cho các bạn. Rồi ok. Rồi. Tổ 18 Phường Minh Xuân nhá. Rất là đông luôn. Vẫy tay nào. Rất là vui phải không bạn? Cứ đằng sau một cái mô hình sẽ có rất là đông những cái gia đình đưa cái trẻ con đi chơi á. Và mình sẽ tiếp tục đi tìm những cái mô hình tiếp theo để giới thiệu cho các bạn nha. Đi cùng mình nha. Ở Tuyên Quang do là về đường phố và chiều dài đi thì nó khá là ngắn và mọi người đi chơi rất là vui. Những ngày này thì mọi người sẽ di chuyển bằng xe máy và ô tô rất là nhiều, nhưng mà đến lễ hội Thành Tuyên cái hôm chính ấy, là đèn mô hình nhiều thì mọi người sẽ phải gửi xe và đi bộ, và lúc đấy thì thực sự là rất là vui luôn. Mọi người đi từ 7 giờ tối cho đến 11 giờ đêm mới về. Lúc đó thì những cái đèn nó có thể là giao lưu với nhau, các cái đèn có thể là nhảy nhót hò hét với nhau rất là vui. Cái đường phố thì đã có những cái gian hàng bán đồ trung thu rất là nhiều rồi. Đây là khu vực ngã 8, thành phố Tuyên Quang đây. Là mô hình. À ok, ở đây mình lại gặp thêm một mô hình nữa. Mô hình này cực kỳ đẹp luôn các bạn ơi. Mình sẽ vòng sang bên đấy. Ok. Mô hình cực kỳ đẹp. Ok, mọi người đang dừng ở đây để quay phim chụp ảnh này các bạn ạ. À, một mô hình rất là đẹp. Các bạn, đây là hình của chú dế này. Đó. Rất là hay đúng không? Đó. Ở dưới này có chú nhỏ này. Đó. Rất là đáng yêu luôn. Đi một vòng. Cưới nào, xin chào. Các bạn đây. Chú ơi, mình nghe tổ mấy đấy ạ? À? Tổ 6 ạ. À, tổ 6. Tổ 6 Phường Tân Quang. Nhất. Ok. Rất là đẹp luôn. Dạ vâng. Vâng. Rất là đẹp luôn, các bạn có thể thấy. Rất là vui. Vâng. Các bác ở đây rất là thân thiện luôn. Các bạn có thấy cái chú mang cầm cái gậy này không? Cái chú mà cầm gậy đấy là đi để đẩy những cái dây điện ở đây, nó cao, bởi vì là những cái mô hình này nó rất là cao, có mô hình lên tới 4-5 mét. Mà cái dụng bình điện này thì nó khoảng tầm 3 mét rưỡi, 4 mét rồi. Nên là các chú sẽ đi làm nhiệm vụ đó là đẩy dây điện lên. Rất đẹp. Rất là đông luôn. Hãy
Ok, tiếp tục đi nhá. Không biết là trung thu ở chỗ các bạn như thế nào, nhưng mà nếu như có cơ hội thì hãy thử ghé thăm Tuyên Quang vào dịp trung thu đi. Mình nghĩ là đây là một trong những dịp mà khá là hay mà các bạn đi chơi vào những ngày này thì cực kỳ là thích luôn. Người dân ở Tuyên Quang thì vô cùng mến khách. Ở Tuyên Quang cũng có nhiều đồ ăn với cả nhiều quán khá phù hợp với rất là nhiều mọi người. Đường xá rất là nhộn nhịp vào những cái ngày này. Ok, hôm nay mình sẽ quay review cơ bản vài mô hình như vậy, bởi vì là chỉ có vài mô hình người ta đi sớm hơn một chút để khuấy động không khí thôi. Thì nếu video hữu ích thì các bạn hãy comment chia sẻ video giúp mình để mình tiếp tục lấy động lực làm video thêm nhá. Cảm ơn các bạn.